Alo, xin chào mừng tất cả các bạn thân yêu. Chào mừng bạn đã quay lại với kênh Phương Phan Official nha các bạn. Chúc một ngày mới tràn đầy năng lượng và có nhiều niềm vui nha các bạn ơi. Hôm nay mình có cái thông tin chia sẻ với các bạn là rất là vui mừng phấn khởi khi bà con là đi đến khu phố để nhận quà từ thiện từ phía các mạnh thường quân nha các bạn. Sau đây mời các bạn xem những hình ảnh. Rồi chào chị, hôm nay chị đi nhận quà ở từ thiện ở đâu hả chị à? Ở văn phòng khu phố 6 đó, người ta cũng đông lắm. Rồi tới rồi mấy anh văn phòng kêu đưa phiếu rồi nhận quà rồi đi về. Trong cái giai đoạn mà ở nhà chống dịch Covid-19 này chị có đi làm được không hay là chị ở nhà? Mình ở nhà từ hôm vừa Tết xong là ở nhà luôn. Thì cũng gặp khó khăn lắm, ăn uống mà tiện tặng chứ đâu có đi làm lụng gì được đâu. Trong giai đoạn này cũng rất là khó khăn ha chị, không có đi làm được. Chị xin hỏi chị công việc chị như thế nào làm công ty hay là làm công việc tự do hả chị? Mình làm tự do, làm vệ sinh làm tự do đó. Rồi làm tuần nào lãnh tuần đó vậy thôi. Vậy đó. Hôm nay ở khu phố 6 phường Hiệp Bình Phước cho quà được cái phần nào chị, được bao nhiêu ạ? Đây mì gói với lại chai nước tương với chai dầu ăn. Đây. Với 5 kg gạo. Vậy ở gia đình chị nhận được mấy phần à chị? Gia đình mình nhận được 2 phần. Hai chồng với đứa con là nhận được 2 phần đó. Chứ sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng rất là tốt, đang giúp đỡ cho bà con trong giai đoạn này cũng rất là phấn khởi. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi trong quá trình cái thời gian này thì ví dụ như tiền nhà trọ, tiền ăn uống thì gặp nhiều khó khăn. Với bên chủ nhà trọ người ta có chia sẻ với mình cái gì không chị? Dạ, cũng bớt được 30% tiền nhà trọ đó. Cũng bớt được 30% đó. Cũng chia sẻ khó khăn ha chị ạ. Nói chung là mấy chị em trong cái giai đoạn này thì gặp nhiều khó khăn trong mạnh thường quân hoặc là bà con giúp đỡ hỗ trợ thì cũng rất cảm ơn mọi người. Rồi em cảm ơn chị nha chị. Rồi chào chị. Chào chị, sau khi chị nhận phần quà ở từ phía khu phố các mạnh thường quân hỗ trợ cho mình đó chị, thì sau những phần quà đó mình có nhận được trợ cấp gì từ phía chính quyền địa phương vậy không chị ha? Thì bữa hổm mấy chú vô hỏi là mấy người thất nghiệp để mà phường cho tiền đó, rồi có ghi tên hai vợ chồng. Rồi hồi nãy tôi lên trên phường đó rồi mấy cô nói là có đi sát hạch mà vô không thấy người ở nhà, thử ra mấy cô đi luôn thì nói là sẽ chắc có lẽ là khảo sát lại phải không chị? Đúng rồi, ở bên khu phố người ta ghi vô nhà, người ta ghi tên một lần và sau đó đề xuất thì bên theo thông tin ở bên khu phố thì các anh chị có đi khảo sát lại, nhưng mà do những cái giờ khảo sát thì đôi khi em không có gặp nhau và không có gặp tận mặt, cho nên cái phần trong danh sách đề xuất đó là có lẽ là không có tên mình, cho nên là chị này cũng rất là khổ. Cho nên mong muốn ở khu phố hoặc là tất cả những người cán bộ quản lý hỗ trợ là khảo sát lại để cho chị hưởng được cái chính sách mà thất nghiệp mà mỗi một người được 1 triệu đồng đó. Chị có nghe cái tin vậy chị như thế nào chị? Giờ không nghe có tiền. Cũng mừng lắm, cái tiền cũng lây lất cũng đỡ, nhưng mà bây giờ thì tạm thời giờ chưa có, mấy cô giờ còn đang khảo sát lại, vô không gặp nhau mình thử ra không có nói chuyện được cái gì hết, để mấy cô đi mai mốt mấy cô khảo sát lại. Vậy cũng hy vọng là tất cả cái danh sách mà rà soát thì mong rằng không có sót cho những người dân, tại vì hiện tại tình hình hiện nay là các anh chị rất là khó khăn trong mọi mặt, cho nên là cứ hy vọng cái tiền trợ cấp nhỏ nhoi để trang trải cuộc sống qua ngày, thì hy vọng là tất cả các cán bộ ở khu phố và tất cả một những nơi khác cũng vậy, rà soát lại cho kỹ và giúp đỡ những người dân nghèo. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha chị. Rồi, cảm ơn chị.
mình đã theo chân các chị em đến khu phố để nhận quà từ thiện các bạn, thì được tìm hiểu thông tin là nơi đây tất cả cán bộ công nhân viên ở khu phố họ làm việc rất là vất vả nha các bạn, rất là nhiệt tình và luôn lúc nào họ cũng túc trực ở đây để giúp đỡ cho bà con nghèo, phát quà từ thiện. Thì bà con đến thì có ai mà có phiếu thì sẽ có được một phần quà, trong đó là có một phần là 5 ký gạo và nước tương, dầu, muối, đường, bột ngọt gì đó các bạn. Tuy nhiên những cái phần quà trong cái thời gian này là nhỏ nhoi nhưng mà rất là ấm lòng cho những tất cả các chị em người ta trong giai đoạn rất là khó khăn nha các bạn ơi. Mình qua đây mình cũng rất là cảm ơn tất cả anh chị em ở khu phố, họ rất là nhiệt tình, chia sẻ vừa công vừa sức. Đi đến khu phố để giúp đỡ cho bà con nhà nghèo. Ở đây họ làm việc rất là vất vả, đôi khi họ làm từ sáng cho tới tối là có bữa cơm, gia đình cũng chưa là trọn vẹn. Cho nên là ở đây mọi người đều ủng hộ và giúp đỡ cho nhau với tinh thần là đoàn kết và chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn này. Mình đã cập nhật cái thông tin nho nhỏ để cho bà con nắm được tình hình. Rất cảm ơn các bạn đã cập nhật cái thông tin mà mình chia sẻ ở nơi đây. Rất là chân thành cảm ơn tất cả các bạn quá nhiều. Nếu các bạn có xem qua clip thì các bạn để lại cho mình một like và share cho bạn bè cùng xem cái thông tin mới nhất. Và nhớ đăng ký kênh Phương Văn Official để nhận được những cái video mới tiếp theo nha các bạn. Rồi chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.